Xin chào mọi người và đặc biệt là các anh các chị tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Đây là video clip em sẽ chia sẻ tiếp cái vận hạn những tháng còn lại ở trong cái năm Canh Tý năm 2020. Một trong những cái năm mà các anh chị phải chịu trực thái tế đại hạn 49 tuổi. Chắc thì qua 6 tháng đầu năm với những cái gì em chia sẻ ở cái video clip tử vi cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm thì các anh các chị cảm thấy tới giờ này là đi được tới sắp hết tháng 5 rồi thì chắc là các anh các chị đã cảm nhận được rằng cái hạn 49 tuổi nó rắc rối, nó rầy rà ra sao. Nói chung là trong hạn 49 tuổi thì nó rất là nhiều điều xảy ra, đặc biệt nam mạng với bụng mạng sức khỏe là cực kỳ xấu. Người ta nói là nam mạng thì không tốt đẹp, vì sao? Vì dưỡng sao chủ là sao thái âm, năm trực thái tuế năm tuổi năm bốn hạn 49 ở sao thái bạch, một trong những cái sao xấu mang chủ yếu là suy hao, đặc biệt là tài chính cũng như là sức khỏe. Nữ mạng thì tốt hơn một tí xíu với sao thái âm chiếu mạng, một cái sao người ta còn có gọi nôm na là tài tinh. Tuy nhiên là năm trực thái tuế thì có tài tinh đi nữa thì tiền vô đằng trước, chưa vào đến tới cuối nhà thì nó đã đi ra rồi. Đặc biệt là nữ mạng lại có thấy rằng sức khỏe mà suy hao, luôn luôn buồn chồn lo lắng khó chịu. Đó là những gì mà mình phải thấy được. Tuy có sao thấy không, tức là tài tinh đi cùng, nhưng mà các anh các chị nào mà làm về đặc biệt là các chị nào mà làm về con đường quan vận thì năm nay nó rầy rà rối rắm cũ chuyện hết. Đó là mình sơ khởi lại cái năm trực thái tuế hạn 49 tuổi của cả nam lẫn nữ mạng của cái tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 với cái mạng là mộc của mình. Thì bây giờ mình sẽ tổng hợp lại cái tử vi bên ngoài để sau đó mình vận vào 6 tháng cuối năm. Như đã biết thì các anh các chị đều là mệnh mộc, thì mệnh mộc mà gặp năm thổ là mộc khắc thổ, bản mệnh mình khắc năm. Năm nay tới 4 tháng thổ lận, cho nên là bộ mạng sức khỏe nó cũng không có được ngon lành cho lắm. Đó. Rồi đó là sau đó thì nam như đã nói là thái bạch, nữ thì thái âm. Thái bạch thì suy hao nhiều, thái âm thì có tiền tài, tuy nhiên mà quan vận thì nó không tốt đẹp. Vận niên là một vận niên tốt đối với cả tuổi nam lẫn nữ, với vận niên là rồng gặp mây, còn có gọi là long đắc bụng, thì là gặp một cái năm tuy là thấy nhiều cái vận hạn, nhiều cái cơ hội, nhưng mà mình không nắm bắt được, mình ra mình đụng vô là nó chất quất. Rồi thiên can canh nhâm thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, không có vấn đề, cho nên là công việc cũ làm vẫn ok chứ không đến nỗi nào. Tuy nhiên địa chi là Tý gặp Tý, người ta gọi là trực thái tuế, gọi là bất an trong cả bộ mạng sức khỏe lẫn tài lộc, và không được phạm phật quan phần vì nó là năm tuổi. Rồi đó là những cái nhìn chung ở bên ngoài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xét vào phần hạn 6 tháng cuối năm sẽ ra làm sao. Tháng đầu tiên của cái video nói về phần hạn này thì mình sẽ dĩ nhiên là sẽ nói về tháng 7, thì vì mình đã làm cái 6 tháng đầu năm tới tháng 6 rồi. Thì tháng 7 là tháng Giáp Thân, tức là một tháng thủy. Như vậy xét về trụ mạng là có lợi cho người Nhâm Tý, vì người Nhâm Tý là mệnh mộc mà, là thủy sinh mộc, bản mệnh được tương sinh cho sức khỏe bổ mạng thì nó sẽ tốt đẹp. Đồng thời các phúc tinh và tài tinh trong cái tử vi của mình, em đã phân tích cái phúc tinh tài tinh hay là phá tinh bại tinh ở trong cái video đầu 6 tháng đầu năm rồi, thì nó sẽ được phát huy tác dụng tốt nhất là phúc tinh và tài tinh nhờ cái bổ mạng tương sinh. Khi mà bổ mạng tương sinh như thế này á thì cũng như là chúng ta khỏe lên, giống như là đèn được châm nhiều dầu vô thì nó cháy phần hơn, sáng hơn. Phúc tinh tài tinh có thể là sẽ khống chế, đẩy lùi, bớt đi cái sự khó khăn của cái phá và bại tinh gây ra. Đặc biệt là với nữ bạn khi có cái sự tương sinh về bổn mệnh như thế này thì sẽ tốt đẹp hơn về tài lộc, và những cái chuyện khó khăn ở trong công việc cũng sẽ dần qua đi. Thiên can giáp nhâm thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Chữ giáp thì thuộc mộc, nhâm thì chắc chắn là thuộc thủy rồi, như vậy năm âm ngũ hành của thiên can là sinh xuất, có thể là đây là một tháng tốt về bổn mạng, nhưng mà công việc vẫn tiếp tục là một tháng có hao tốn,
nhỏ hoặc là nằm trong tầm khống chế của các chị các anh. Rồi địa chi thì thân, tháng thân gặp tuổi Tý là thuộc nhóm tam hợp thân Tý Thìn. Đây là dấu hiệu rất là tốt cho cái mặt gia đạo tình cảm và cái công việc tốt đẹp. Nhờ cái sự, nếu mà có rơi vào khó khăn á, thì công việc tốt đẹp lên nhờ cái sự giúp đỡ của nhân. Tháng 7 là tháng khởi đầu của 6 tháng đầu năm thì đấy, tươi sáng hơn rồi ha, em hơn là mấy tháng 5 nè. Tháng 5 này đây là ngày cuối cùng của tháng 5 rồi, thì các anh các chị đã thấy kinh khủng thế nào mà mình nói lên đây. Nhâm Tý thì sẽ để ý những tháng như tháng 2, tháng 5 và tháng 11, mình coi như qua được hai cái nạn rồi, còn cái nạn cuối cùng của tháng 11 thôi. Rồi tiếp tục là tháng 8. Tháng 8 của năm nay là tháng Ất Dậu, mà tháng Ất Dậu thì chắc chắn là một tháng thủy nữa. Như vậy bổn mạng sẽ y chang như tháng 7, được tương sinh, thủy sinh mộc, bổn mạng và sức khỏe tốt. Ngược lại như thế thì có thêm cái sự bổn mạng tương sinh như này thì phúc tinh, tài tinh sẽ đẩy lùi cái phá hoại tinh một chút xíu ha, ngon lành. Và thiên can thì chữ Ất với chữ Nhâm cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cũng giống tháng 7. Giáp Ất thì thuộc mộc, Nhâm thì thuộc thủy, cho nên là năm âm ngũ hành của thiên can tháng 8 tiếp tục là một tháng sinh xuất. Có thể là tháng này sẽ hao tốn hơn tháng trời một tí. Vì sao? Vì cái địa chi là Tý Dậu, Tý Ngọ Mèo Dậu, Tý Dậu nằm trong cái nhóm tự hình và ứng hành xung. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh. Như vậy thì tình cảm gia đạo cẩn thận việc xung khắc, đặc biệt là với nữ mạng, chú ý thị phi lời ăn tiếng nói trong tháng 8 này. Như vậy thì nhìn chung cùng là tháng thủy, nhưng mà tháng 8 có vẻ là không tốt đẹp bằng tháng 7, vì nó làm địa chi được xung chứ không được địa chi tam hợp như là tháng 7 ha. Tiếp tục là tháng 9. Tháng 9 âm lịch của năm nay thì là tháng Bính Tuất. Tháng Bính Tuất thì chắc chắn là tháng thổ. Như vậy xét về thuộc mạng mộc khắc thổ, như đã nói rồi, năm nay có 4 tháng thổ, tháng 1, tháng 2 và tháng 9, tháng 10. Đây là tiếp tục một tháng thổ, bổn mạng chúng ta tương khắc tháng, cẩn trọng bổn mạng và sức khỏe, phúc tinh, tài tinh suy giảm cái tác dụng, cẩn trọng cái bệnh hoặc là nạn nhẹ. Đặc biệt với nam là cẩn thận về suy hao tài chính, với tháng bạc gặp thổ, nó thổ tương sinh cho kim, tháng bạc là kim mà nó sẽ phát huy cái tác dụng kinh khủng đó, coi chừng ha. Thiên can nhâm với bính, thì nhâm nó của mình nó khắc bính, thiên can khắc thác, công việc nhiều rối rắm, cẩn thận suy hao tài lộc. Mệt rồi đó, thấy tháng 9 thì thấy gì là thấy bốn mệnh về tương khắc. Thiên can thì rối rắm, nhâm khắc bính. Địa chi Tý Tuất, một số sách thì viết là nó là tự chủ bên ngoài không hình hại, không có xung khắc nhau, nhưng mà cái sách mình đọc, cái sách mình nghiên cứu nhiều, nhưng trong một số sách thì nó là thuộc là nhị hại theo miền Bắc, mà lục hại theo miền Nam. Giống như là chúng ta thấy ngoài đường nha, con mèo nó bắt con chuột là bình thường, rồi bây giờ con chó mỗi lần nó thấy con chuột nó cũng dính, nó cũng cắn dữ lắm. Cho nên là cẩn thận cái việc gia đạo tình cảm, đặc biệt là những người mối quan hệ về công tác làm ăn, coi chừng bị đâm sau lưng. Cho nên là Nhâm Tý tháng này cũng cực kỳ cẩn thận. Như vậy nhìn chung của tháng 9, bổn mệnh khắc tháng, thiên can khắc tháng, địa chi gặp nhị hại, thì có vẻ là ba cái nào nó cũng tương khắc. Tuy nhiên nó khắc ở những cái chiều hướng cũng không quá nổi là xấu. Ví dụ như là lục xung thì nó xấu hơn là nhị hại, đúng không? Rồi là nếu mà tháng khắc bạn này bản mệnh thì sợ hơn là bản mệnh khắc tháng. Chắc là cũng khá khá nhiều rồi đó. Vì nên nhớ là cả nam lẫn nữ tuổi này đang chịu trực thái tuế, gặp cái tháng như thế này thì cẩn trọng vẫn là hơn hết ha. Rồi tiếp tục là tháng 10. Tháng 10 của năm Canh Tý năm 2020 chính là tháng Đinh Hợi, mà tháng Đinh Hợi tiếp tục là một tháng thổ. Như vậy bổn mạng không khác gì tháng 9 đâu, với thổ khắc bình mộc khắc thổ, bổn mạng khắc tháng, bổn mạng và sức khỏe bị suy giảm, cẩn thận bệnh nặng nhẹ. Rồi thiên can thì
cực kỳ tốt đẹp với chữ đinh của Đinh Hợi hợp chữ nhâm. Đây là thiên can thuộc ngũ hợp, mà khi gặp thiên can thuộc ngũ hợp thì công việc sẽ đỡ đần hơn ở nhiều mặt, hanh thông hơn ở trong công việc. À, ngon ha. Tý Hợi tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. À, cả Tý lẫn Hợi thì đều là thủy, nhưng ok, tốt. À, như vậy thì tháng 10 âm lịch thì chúng ta các anh các chị nhâm Tý chỉ có phải cẩn thận một chút về bộ mặt và sức khỏe thôi, cho thiên can trụ về công việc. À, cái trụ mà nói về công việc nhiều của chúng ta thì lại rất là tốt đẹp với thiên can thuộc ngũ hợp. Địa chi thì không quá xung khắc, có thể nói là qua rồi cái tình cảm gia đạo bị lục đục, bớt đi rồi buồn phiền ha, có thể là nhẹ bớt cái đầu rồi. Giờ nói chung là tới tháng này là bị dập 9 tháng liên tiếp rồi, coi như là bị lì á. Hy vọng là các anh chị biết là thôi, con có cố bấy đi nữa thì là một năm nó sinh chuyện, cho nên là đụng vô là nó gây, đụng vô là nó gây thôi, nhìn cho nó không, cho nó yên cửa yên nhà ha. Với lại tháng này nó trời nó mát mẻ hơn rồi, con người bớt nóng nảy đi ha. Rồi tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Tháng này là tháng Mậu Tý, tháng Tý của năm Tý gặp người tuổi Tý ha. Tháng của trực thái tuế, tháng trực thái tuế, năm trực thái tuế. À, Mậu thiên can, à, khi mà như vậy á thì chữ Mậu của Mậu Tý nó khác chữ nhâm. À, kinh ha, là lại thêm chuyện nữa, đó là thiên can cái chuyện về công việc, chắc chắn là tháng này công việc. Như đã nói từ ở video đầu năm là tháng 11 là tháng cực kỳ xấu đối với người tuổi nhâm Tý cũng như là gặp Tý ha. Rồi bây giờ mình xét thử về trụ mạng thì tháng Mậu Tý là tháng hỏa, như vậy về bổn mạng là mộc sinh hỏa, bản mệnh bị sinh xuất, bổn mệnh và sức khỏe suy hao, đặc biệt với người có sao thái bạch là các anh trai, cẩn thận tháng này về bổn mạng sức khỏe cho em giùm, đừng có gặp nguyên một năm buồn phiền quá, nhậu rồi lại kia bê tha rồi chán đời quá nhậu, coi chừng lên khi lên bàn thờ hưởng nhang không còn đời để mà chán ha. Rồi thiên can Mậu khắc nhâm, tháng khắc thiên can, công việc cẩn thận nhiều khó khăn, dễ lâm vào bế tắc, cẩn thận vướng chuyện lao lý pháp luật đối với người nam mạng ha. Rồi tuổi địa chi, tuổi Tý gặp tháng Tý của cái năm Tý, gọi là năm sinh tháng tuổi, trực thái tuế nhiều mặt, cho nên là cẩn thận chuyện tình cảm gia đạo không có suôn sẻ, gây khổ buồn phiền cả nam lẫn nữ mạng chứ không có phải gì hết. Đặc biệt nữ mạng tháng này cái phần chữ Tý này nó nằm trong năm thì nữ mạng cực rất dễ gặp chuyện buồn phiền trong tình cảm gia đạo, cẩn thận giùm em cái tháng này, cả nam lẫn nữ, nam thì cẩn thận bổn mạng, nữ thì cẩn thận gia đình tình cảm đó. Rồi tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020, tháng mà có thể nó là giải tỏa bớt sau khi qua tháng xu nhất thì mình coi được sao. Tháng 12 tức là tháng chạp của năm Canh Tý là tháng Kỷ Sửu, mà tháng Kỷ Sửu thì chắc chắn là một tháng hỏa nữa, như vậy bổn mạng và sức khỏe là bị sinh xuất tiếp, mộc sinh hỏa, bổn mạng và sức khỏe bị suy hao, cẩn trọng cái bệnh nặng nhẹ. Rồi thiên can Kỷ Nhâm thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, không có xung không khắc gì hết, cho nên là công việc của tháng 11 nó khó khăn bao nhiêu thì qua tháng 12 nó dừng lại, nó bớt gặp chuyện khó khăn đi ha, hoặc là mình có thể là nhẹ nhàng khống chế bớt, mình không nói là giải quyết hết hoàn toàn, khống chế bớt nó lại. Vì sao? Vì cái địa chi của cái tháng đó là Tý và Sửu là thuộc địa chi lục hợp, người ta nói gia đạo tình cảm sẽ gặp địa chi lục hợp sẽ bớt ít có chuyện buồn phiền, mà khi đã lục hợp thì nó sẽ tương trợ ngược lại lên cho cái trụ thiên can về công việc tài lộc, cho nên có thể nói là tháng 12 là tháng có thể nói là cởi bỏ cái xiềng xích đối với cái sự xui rủi của các anh các chị, đặc biệt là các anh ở trong cái năm Canh Tý này. Như vậy thì em đã tổng hợp và chia sẻ đến các anh các chị tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 những cái kiến thức cơ bản về cái tử vi vận hạn của 6 tháng cuối năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi của các anh các chị.
Bên cạnh những cái việc khó khăn xung khắc ở những cái tháng như là tháng 9, tháng 8, tháng 9 và tháng 11 thì chúng ta vẫn còn ở đó những tháng có tín hiệu tích cực hơn. Hy vọng đây là một cái hành trang nhỏ để mà các anh chị biết rằng đây là một năm đại hạn lớn, năm có thể có biến cố rất là lớn, trắng tay của mình mà biết cương nhu như thế nào đó để mà cái sự thiệt hại của cái năm canh tí này không ảnh hưởng lên các anh các chị của canh tí, đặc biệt là nam bạn. Mọi người nếu xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống cũng như Phong Thủy và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.